các bạn phải sử dụng chat AI mà thôi. Bởi vì sao? Đối với doanh nghiệp, các con chat AI giúp doanh nghiệp cải tiến cái kỹ năng quản lý, thu thập dữ liệu để hoạch định chiến lược là thiết lập mục tiêu, thiết lập các cái quy trình, xác định các lãng phí và cải tiến mọi hoạt động của doanh nghiệp, kể cả các phân tích dữ liệu liên quan tới bán hàng. Còn đối với cá nhân nó là một cái trợ lý rất thông minh giúp ta nâng cao được cái năng lực làm việc rất tuyệt vời đúng không các bạn nhưng hiện nay người dùng chat gpt đang gặp một khó khăn sau đây bạn biết một câu lệnh ngắn bạn trả bạn nhận được câu trả lời không đầy đủ do đó bạn phải biết một câu lệnh rất dài mô tả rõ bối cảnh của các bạn nhưng cái khung bộ nhớ trả lời của chat gpt nó bị hạn chế vì vậy câu trả lời của nó cũng không hoàn thiện do đó buộc lòng bạn phải biết nhiều câu lệnh với nhau liên hoàn với nhau rất 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 nhiều vòng mới hy vọng nhận được cái kết quả trả lời đầy đủ để giải quyết cái khó khăn đó chúng tôi thiết kế cái phần mềm OEMS tích hợp mươi con chat AI và lúc này bạn chỉ cần viết một câu lệnh mô tả rõ bối cảnh bạn sẽ nhận được kết quả rất hoàn thiện. Tôi ví dụ này, bạn sử dụng chat GPT trực tiếp bạn yêu cầu nó viết cái sổ tay bán hàng thì giỏi lắm nó trả lời cho bạn khoảng độ 750 từ tức là từ 1 tới 2 trang giấy nhưng sử dụng cái OIM của chúng tôi nó sẽ trả lời cho các bạn từ 30 tới 40 trang giấy rất tuyệt vời và đầy đủ đúng không các bạn. Phần mềm này đã được thiết kế liên tục 10 tháng qua trị giá của nó là 50 triệu cộng với phí học là 4 triệu là 54 triệu Tôi xin thân tặng bạn phần mềm 50 triệu đó Bạn chỉ còn có phí học là 4 triệu thôi Vậy anh chị hãy đăng ký theo đường link kèm theo Chúc các bạn thành công và phát triển